Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam gia tăng do chưa chọn được người kế nhiệm và sức khỏe ông tổng khó lường. Ngày 4 tháng 3, AFI tiếng Việt có bài Việt Nam đảng quyết liệt diệt tham nhũng do tình trạng sức khỏe của tổng bí thư, phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Binode Chelody, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường quân sự Pháp. Theo ông Chelody, việc gia tăng chống tham nhũng ở Việt Nam cho thấy một điều – đó là cuộc chiến kế thừa vị trí của ông Nguyễn Phú Trọng đã được khởi động. Thường thì cuộc đua diễn ra vào năm trước kỳ đại hội đảng, giờ còn đến 2 năm, nhưng điều này diễn ra trong bối cảnh tình trạng sức khỏe khó lường của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những tin đồn về sức khỏe của ông. Và đây là hình bài phỏng vấn trên đài AFI. Ông Chelody giải thích, năm trước mỗi kỳ đại hội đảng là năm đầy những chiến dịch chống tham nhũng. Cũng cần biết là khi chính quyền Việt Nam tung một chiến dịch chống tham nhũng, thì ẩn sau những phát biểu tốt đẹp thường còn có ý đồ làm mất uy tín hoặc bỏ tù những nhân vật chủ chốt của phe cạnh tranh chính trị. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2026. Nhưng hiện tình hình sức khỏe của ông Trọng bất ổn, cho nên chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ là chuyện bình thường. Nhưng để hiểu thật sự về việc tăng cường mạnh mẽ chiến dịch này, câu hỏi đặt ra là ai là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng? Ông Chelody cho rằng, việc gia tăng chống tham nhũng cho thấy vì chưa có người kế nhiệm, nên ông Nguyễn Phú Trọng cần khẩn trương tìm ra một lãnh đạo tương lai. Nói một cách khác, những gì diễn ra trong năm 2024 là điều lẽ ra đến năm 2025 mới diễn ra. Ông Chelody đánh giá, ở Việt Nam là phải tham nhũng. Để làm chính trị ở Việt Nam thì phải có tiền, phải có sự hậu thuẫn của một doanh nhân, phải có ngân sách lớn để có thể thăng tiến. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng, người quyết định tương lai của Việt Nam. Ngược lại, để làm ăn, để kinh doanh ở Việt Nam thì cũng cần sự ủng hộ của một chính trị gia. Nhìn chung, trong nguồn máy chính trị, tồn tại hiện tượng mua quan bán chức và phải có tiền. Hiện tượng này làm lưu thông những khối lượng tiền lớn và gây bức bối bên trong hệ thống chính trị. Nhưng tác giả nhận xét, không hẳn những tranh cãi ở thượng tầng thể hiện rằng hệ thống bị suy yếu, không phải vì có những chiến dịch chống tham nhũng mà hệ thống kinh tế bị suy yếu. Ngược lại ở một khía cạnh nào đó và đây cũng là nghịch lý, chế độ chính trị lại được củng cố hơn nhờ những vụ tham nhũng này. Công cuộc hiện đại hóa đất nước diễn ra thông qua việc tham nhũng đại trà ở mọi tầng lớp trong xã hội. Mức lương vẫn còn thấp trong khu vực hành chính và tư nhân, số người giàu trong xã hội đã tăng lên, cho nên tiền phải đến từ đâu đó. Ông Chelodé cũng nêu quan sát đời sống chính trị Việt Nam và nhận thấy rằng các cuộc khủng hoảng được coi là có lợi cho chính quyền để có thể tiếp tục tồn tại, vững mạnh hơn và trường tồn. Ông Trelody lấy dẫn chứng từ những tranh chấp ở Biển Đông. Đây là một cuộc khủng hoảng có lợi cho chính quyền Việt Nam bởi vì những vụ tranh chấp đó làm tăng tính chính đáng của đảng, được coi là người bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân khỏi những vụ tấn công của nước ngoài. Và đây là hình bộ tứ quyền lực nhất Việt Nam hiện nay. Trong nước, các chiến dịch chống tham nhũng thực sự là cuộc khủng hoảng có lợi cho đảng để thể hiện với người dân rằng đảng đang bảo vệ họ, đảng thường xuyên tóm những con cá lớn, bảo vệ lợi ích của những người thấp cổ bé họng dù đều là ảo tưởng. Rất ít người Việt Nam tin hoàn toàn vào thực tế của những chiến dịch chống tham nhũng trong giới chính trị. Ông Chelode nhận định gần như chắc chắn ông trọng sẽ tiếp tục giữ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Khi đứng đầu tiểu ban nhân sự đại hội vào tháng 10 năm 2023, ông đã cho thấy rằng kế nhiệm ông là một vấn đề nhạy cảm và nhân vật đó chưa được chọn. Ông còn cho thấy chính ông là người sẽ quyết định tương lai của Việt Nam. Điểm tương đối mới hiện nay, theo ông Chết Lô Đi, đó là chưa thấy những gương mặt nổi trội có tiềm năng. Thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có trọng lượng và ảnh hưởng rất lớn trong đời sống chính trị Việt Nam. Tiếp theo, ngày càng có ít thông tin rò rỉ ở Việt Nam kể từ khi luật an ninh mạng được áp dụng năm 2019. Luật này rất linh hoạt và quản lý rất nghiêm ngặt mọi rò rỉ chính trị về vấn đề nhân sự này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam gia tăng do chưa chọn được người kế nhiệm và sức khỏe ông Tổng khó lượng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhà báo, nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117. Ngày 4 tháng 3, AFA Tiếng Việt loan tin, nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị tạm giam 4 tháng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. AFA dẫn lời người nhà của nhà báo Nguyễn Vũ Bình mới đây được phía công an cho biết ông bị bắt tạm giam với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Ông Bình bị Công an Hà Nội đưa về nhà khám xét và bắt tạm giam ngày 29 tháng 2 vừa qua. Người thân của ông Bình nói rằng, gia đình trong sáng ngày 4 tháng 3 đã đến trụ sở của Công an An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để hỏi thông tin về ông Bình. Một sĩ quan công an thông báo bằng miệng với gia đình của anh Bình rằng, anh ấy bị khởi tố và điều tra theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Anh đang bị tạm giam 4 tháng ở trại tạm giam số 1 của Công an thành phố Hà Nội. Và đây là hình bản tin trên AFA. Tuy nhiên, AFA cho biết phía Công an vẫn chưa gửi văn bản chính thức về vụ bắt giữ cho gia đình, chỉ nói rằng sẽ chuyển sau. Gia đình cũng được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với trại tạm giam để gửi quà và đồ dùng cho ông bệnh. Phóng viên AFA đã gọi điện thoại cho điều tra viên Nguyễn Đức Hải người phụ trách vụ án của ông Bình theo số máy di động và gọi đến trại tạm giam số 1 của công an thành phố Hà Nội, nhưng đều không có ai bắt máy. AFA dẫn lời một người bạn thân của ông Bình tiết lộ, trước khi bị bắt, ông bị bệnh tiểu đường tiếp 2 và cao huyết áp khiến cơ thể hay hoa mát, chóng mặt. Người này lo ngại bệnh tình của ông Bình sẽ biến chứng nhanh hơn nếu không được bác sĩ thăm khám và cung cấp thuốc điều đặn. Theo AFI, một ngày trước khi bị bắt, ông Bình nhận được giấy triệu tập của cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội để làm việc về chương trình phát trực tiếp video clip trên kênh YouTube TNT Media Live mà ông tham gia cùng luật sư Nguyễn Văn Đại từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Kênh YouTube này thuộc sở hữu của Radio Tiếng Nước Tôi có trụ sở tại San Jose, California, Hoa Kỳ. AFA dẫn lời luật sư Đại cho hay giữa năm 2022, ông Bình bị công an triệu tập để làm việc trong nhiều ngày và phía công an yêu cầu phải chấm dứt tham gia làm chương trình trên. Và đây là hình nhà báo, nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình. AFA cho biết thêm, ông Bình bị bắt trong ngày 29 tháng 2 cùng với nhà hoạt động YouTuber Nguyễn Chí Tuyến trong hai vụ án riêng rẽ liên quan đến cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117. Cho đến nay, truyền thông nhà nước hoàn toàn im lặng về hai vụ bắt giữ này. Vẫn theo AFA, Ông Nguyễn Vũ Bình, 56 tuổi, từng có thời gian làm phóng viên trong vòng 10 năm cho tờ tạp chí Cộng sản trước khi trở thành một nhà hoạt động nổi tiếng ở Hà Nội và có nhiều bài viết cộng tác cho trang blog của AFA. Đây là lần thứ hai ông Bình bị bắt giữ. Ông bị bắt lần thứ nhất vào cuối tháng 9 năm 2002 với cáo buộc gián điệp vì gửi các tài liệu do ông soạn thảo và tập hợp bị cho là có nội dung xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam cho một số tổ chức phản động ở nước ngoài để những tổ chức này sử dụng vu cáo chống lại nhà nước ta. Hơn một năm sau, trong một phiên tòa vào tháng 12 năm 2003, ông bị tuyên phạt 7 năm tù giam. Ông được đặc xá tha tù trước thời hạn vào năm 2007 và tiếp tục tham gia các hoạt động ôn hòa, cổ suý nhân quyền và dân chủ. AFA cho biết thêm, ông Bình được tổ chức theo dõi nhân quyền hai lần trao giải thưởng Human Hammet vào năm 2002 và năm 2007, một giải thưởng hàng năm dành cho những văn sĩ dũng cảm đương đầu với sự đàn áp chính trị. Ông cũng là hội viên danh dự của bốn tổ chức là Văn bút Hoa Kỳ, Văn bút Canada, Văn bút Thụy Sĩ và Văn bút Sydney. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Nhà báo, nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.